Toyota Innova Venturer đời 2020 chạy 17.350 km đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, với cái chất lượng nước sơn cũng như là ngoại thất xe còn rất là liền lạc và đồng nhất. Bốn giỏ đều là giỏ theo xe, giỏ xe cua chưa chạm đất mới về. Và cái mẫu xe Innova Venturer này á thì đã được trang bị full đồ chơi rồi quý vị, từ ghế da, DVD, camera da, dán phim trải sàn. Xe này thì quý vị mua về thì quý vị chỉ có chạy thôi quý vị ha, chứ không cần phải lo lắng nhiều về đồ chơi cũng như là option của xe này quý vị. Đây ạ, đây nội thất bên trong này quý vị nè, còn rất là mới ha, với tông màu chủ đạo là màu đen, có bọc trần luôn rồi nha quý vị. Đây ạ, nè, nội thất bên trong này quý vị nè, đây là số km này quý vị. Đây, quý vị thấy là nội thất bên trong còn rất là mới ha.